Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay thì xin giới thiệu đến các bạn là chi tiết cái mẫu ghế gập ngả trượt có tựa đầu. Cái mẫu này mình thấy giá nó khá là rẻ, chức năng thì đầy đủ mà chất lượng thì cũng rất là ok. Trước kia thì cũng có làm video rồi đấy, nhưng mà có kích thước chi tiết thì cũng chưa đưa ra hết, cho nên là các bạn cũng vẫn còn nhiều hỏi nhiều cái kích thước chưa rõ. Thì hôm nay em sẽ làm cái video các cái kích thước cụ thể, chức năng và ưu nhược điểm so với những dòng ghế khác. Đầu tiên nói đến thì phải nói cái kích thước cơ sở và cơ bản đã. Thì kích thước chiều ngang ghế, mặt ghế ngồi này, kích thước mặt ghế ngồi là 45 cm, mặt ngang kích thước chiều sâu là 40 cm, kích thước chiều cao phần tựa lưng, chiều cao phần tựa lưng là 53 cm, kích thước đến phần đỉnh đầu của nó là 48 cm. Cái phần ghế này các bạn có thể nâng lên như ghế ô tô được đấy. Cái phần tựa đầu này các bạn có một cái chốt ở đây, các bạn bấm vào và các bạn nâng nó lên. Ở đây mình dùng một tay cho nên là nó hơi khó thao tác đấy, thì các bạn bóp cái công tắc này, các bạn nâng nó lên đấy. Phần lưng ngang thì cũng như phần ghế ngồi thôi, kích thước của nó là 43 cm. Cái ghế này thì cái phần bản lề gập ngả của nó ưu điểm hơn những cái dòng ghế khác. Thì ở đây mình sẽ quay cho các bạn xem cái kết cấu của nó. Đây là cái kết cấu này, đây cái phần kết cấu gập ngả của nó có một cái lò xo trợ lực ở đây, cho nên khi các bạn cái kéo cái cần này thì cái lưng ghế nó sẽ tự động nó áp vào lưng của bạn luôn. Khi các bạn muốn đẩy nó duỗi ra, các bạn muốn ngả lưng cho nó trôi ra thì cũng rất là dễ thôi. Các bạn là tựa lưng vào và đẩy kéo cái cần này lên, tí nữa mình sẽ thực hành cho. Tất nhiên là cái này thì nó sẽ có một cái phần ốp nhựa nó bọc vào đây chứ nó không để trần như này. Đây, phần ốp nhựa như ô tô như thế này. Đây là mình tháo ra cho các bạn xem. Đấy, nó hay hơn. Thì một số dòng ghế khác các bạn mua trên thị trường ấy thì nó có cái lúm xoay ở đây để nó điều chỉnh góc độ. Nhưng nó sẽ có một cái nhược điểm đấy là nó không tự động. Cái này các bạn cứ kéo cần lên là nó tự gập vào thôi. Đấy, những cái lúm xoay kia là các bạn phải xoay, nó mất thời gian và nó không nhanh, nó không tiện như thằng này. Ví dụ như các bạn đang ngả lưng ra, các bạn không thể cầm cái cần để kéo mà các bạn phải xoay người ra xoay cái lúm này, thì cái ghế đấy nó rẻ hơn. Đấy, thì nó không tiện. Các bạn nào dùng rồi thì chắc chắn sẽ biết. Và sau đây mình sẽ thao tác cho các bạn xem. Cái khả năng ngả của nó là ngả 180 độ và gập về của nó là gập về khoảng 30 độ. Đây, khi các bạn muốn ngả ra thì các bạn cần cần này, các bạn kéo lên, các bạn cứ ngả người ra thôi, nó ngả ra là 180 độ. Đấy, và các bạn khi các bạn muốn kéo nó lên thì các bạn nhấc người nó lên như thế này thôi. Còn đây là cái khả năng gập hết cỡ của nó đây. Đấy, các bạn thấy nó tự động nhé. Ngả ra thì mình cần có một lực dựa lưng vào mình ngả ra, nhưng mà khi các bạn gập xuống này, đấy, nó bật vào rất là tiện. Và cái bản này rất là chắc chắn nhá. Đấy, đây là cái ưu điểm của nó như vậy. Để cho các bạn mua hàng tìm hiểu kỹ trước khi mua, tránh nhầm lẫn. Tiếp theo là đến cái ray trượt. Cái ray trượt thì nó có cái kết cấu khóa như này. Các bạn mở cái khóa này ra. Đây, các bạn mở cái khóa này ra thì cái ray nó sẽ trượt được. Đây, thì từ vị trí trượt điểm đầu đến vị trí trượt điểm cuối của nó là 18 cm nhé. Đây là điểm đầu này, đây là điểm cuối này. Đấy. Và ở trên này nó có cái con ốc mắt này. Cái con ốc này để cho các bạn bắt xuống dưới bản lề, bắt dưới phần khung xe. Nó có cái khóa này, khóa chống trôi. Thì đây là cái kích thước tim giữa hai con ốc của nó là 28 cm, kích thước tim ốc. Và kích thước từ bên ray này qua bên ray kia, từ đo theo tim ốc đấy là 23,5 cm. Đấy, kích thước cụ thể nó là như vậy. Chiều dày của một cái ghế này nó rơi vào 10 cm. Đây là chiều dày của cái ghế. Phần dày nhất của nó là 11 cm.
ghế thì nó làm cái form hơi võm lưng nên là rất là ôm lưng, ôm khít lưng. Đây ví dụ như cái ghế này, phần tựa lưng đây. Đấy, các bạn nhìn nghiêng này các bạn sẽ thấy được cái độ võng này, ngồi rất là ôm lưng, một người như mình là ngồi cũng rất là thoải mái rồi. Đấy. Điều chỉnh rất là dễ dàng. Đây nha. Thao tác trượt lên trượt xuống thì các bạn chỉ cần cầm cái cần các bạn bẻ như này và các bạn đẩy mông lên. Đấy. Đấy các bạn trượt lên này, trượt xuống này rất là dễ nhé. Và khi bỏ khóa này. Tiếp theo là ngả này. Đấy, chi tiết các bạn đặt hàng thì có thể liên hệ với cái số điện thoại ngay trên màn hình đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Ghế rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Đây. Da rất là ok. Tất nhiên là với cái giá 850.000 một chiếc thì chất lượng da của nó là tương đối thôi. Nó không thể như da ô tô xịn được. Bởi vì một cái ô tô xịn thì cái tiền bọc da nó cũng tương đương với một cái ghế này rồi. Nhưng để có một cái ghế đủ chức năng mà da này, đây các bạn nhìn thấy độ móc của ghế này. Đấy, mình bóp một lực rất là lớn nó mới nó xuống nhá. Đấy, cái ghế này, đấy. Chứ không phải là ghế dạng mềm. Nó cũng mềm nhưng mà nó không đàn hồi rất là tốt đấy. Giá là chưa bao gồm cước vận chuyển. Đây là các cái phần phụ kiện của nó này. Phần lưng ghế, phần tựa ghế này. Phần đáy ghế này.